Hải đăng Cô Tô được xây dựng tại địa điểm cao nhất của đảo, trên một ngọn núi hùng vĩ cách thị trấn Cô Tô khoảng 5 km, có chiều cao tầm sáng 118 m so với mặt nước biển. Chiếu xa 20,7 hải lý về ban đêm, 28 hải lý về ban ngày. Hải đăng Cô Tô ra đời từ cuối thế kỷ 19, đến nay đã hơn 200 năm tuổi, trở thành biểu tượng mang tính lịch sử của đảo Ngọc vùng Đông Bắc Tổ quốc. Vào thời điểm khánh thành và những năm sau đó, những người thắp đèn phải hàng đêm chèo thuyền nan đi đốt đèn biển bằng dầu hỏa. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, Hải đăng Cô Tô vẫn vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, chứng kiến biết bao sự đổi thay của huyện đảo. Từ ngọn đèn biển mang kiến trúc cũ, cuối năm 2017, ngọn hải đăng được đầu tư xây dựng lại và khoác lên mình màu áo mới, kiên cố và hiện đại hơn. Trải qua hơn 2 thế kỷ, với những luồng sáng mạnh mẽ vươn dài giữa biển, Hải đăng Cô Tô luôn hoàn thành sứ mệnh của mình trước mọi hiểm nguy gian khó. Trạm gác đèn hiện có 6 cán bộ là nhân viên xí nghiệp an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ trực thuộc Tổng Công ty Đảm bảo An toàn Hàng hải miền Bắc. Ngày qua ngày, mỗi người thay phiên nhau lau dọn và đảm bảo việc phát sáng của bóng đèn cao áp xoay đều trên đỉnh tháp đèn. Vào ca trực, quan sát vùng biển, bật đèn theo quy định, lau chùi bảo dưỡng thiết bị. Để tàu thuyền nhận biết mình đang ở vùng biển nào, người ta cấu tạo đèn tại mỗi trạm hải đăng có một chu kỳ chớp khác nhau. Chính vì thế, đảm bảo chu kỳ chớp của đèn là nhiệm vụ hàng đầu. Nếu không thì tàu thuyền sẽ mất phương hướng, không tìm thấy đường về. Cô Tô bảo đồng hồ. Cô Tô bảo ánh sáng. Đèn hoạt động bình thường, chớp nhóm 2 đồng hồ chu kỳ 30 giây. Sau khi hoàn tất công tác kiểm tra trên tháp đèn, những thông số về ngọn đèn được ghi chép cẩn thận vào sổ hành trình và những người nhân viên của trạm đèn thực hiện nhiệm vụ báo cáo với đơn vị. Những thông tin ấy phản ánh chi tiết, những thông số hoạt động của ngọn đèn, gửi gắm cả những trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng của những người chọn sống và làm việc ở nơi đây. Chúng tôi ra đây công tác nữa là cũng là 5, 6, 7 trạm rồi, cũng nhiều lắm, là có khi được không đếm được đâu. Nên là đặc thù của cái ngành chúng tôi thì xa gia đình, cho nên là cũng về góc độ tư tưởng anh em cũng phải rất là tư tưởng vững vàng, rồi yêu nghề yêu ngành thì với trụ được đến 20 mấy năm. Và chúng tôi thì cũng chắc chắn là sẽ còn yêu ngành yêu nghề, chúng tôi cũng sẽ cố gắng mang hết cái sức lực của mình để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, cũng là một góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Giống như các trạm đèn khác của khu vực vịnh Bắc Bộ, nơi đảo ra đầu sóng ngọn gió, thời tiết khắc nghiệt và nhiều khó khăn. Đặc thù của đèn biển ở trên cao nên hệ thống chống rét phải đặc biệt kiên cố. Khi hoạt động xong phải tháo rời để đảm bảo an toàn. Đây là một trong những quy định được yêu cầu chấp hành nghiêm ngặt nhất tại trạm. Bởi ai cũng như ai, những chiến sĩ gác đèn đều hiểu về tầm quan trọng của thiết bị đối với an toàn vùng biển quốc gia. Cái thiết bị phục vụ sản xuất là đồng bằng điện tử hết, cho nên cái độ nhiễm sát rất cao. Cho nên là hàng tuần anh em phải hàng tuần hoặc là định kỳ vào mùa mưa, anh em phải đo kiểm tra lại cái độ tiếp đất, tiếp mát xem có đảm bảo thông số kỹ thuật không. Nếu không đảm bảo phải khắc phục ngay. Đấy, cho nên là xét trên vùng trên cao này rất là nguy hiểm. Đấy, các đồng chí biết đấy, chúng tôi phải thiết bị tháo ra đây, các thiết bị khi hoạt động xong là chúng tôi hoàn toàn phải tháo hết, rời từng thiết bị một. Ví dụ như xét đã đánh thì nó chỉ hỏng một thiết bị thôi, nó không hỏng lan truyền.
cuộc sống trên trạm Hải Đăng những năm qua vẫn còn ít nhiều thiếu thốn. Ngoài giờ làm việc, các cán bộ nhân viên của trạm cũng tăng gia sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi để cải thiện bữa ăn. Trạm được trang bị máy nổ phát điện, nước được bơm lên từ những đường ống chính bằng bơm cao áp. Vượt qua những vất vả gian truân và trên hết là nỗi nhớ nhà, những người công nhân gác đèn biển vẫn miệt mài ngày đêm thắp lửa cho mắt biển, và họ hạnh phúc với công việc ấy. Giữ sáng cho ngọn Hải Đăng cũng là giúp cho biết bao tàu thuyền trên đại dương mênh mông đi đúng hướng. Đi làm xa thì nhớ nhà, để ai nhớ nhà rồi mình cũng phải cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ. Anh em ở đây thì giúp đỡ nhau về công việc rồi nè, người chậm người nhanh bảo người chậm, người lao động thì cũng cùng nhau lao động. Nói chung công việc thì hàng ngày thì cũng lao động cũng bình thường thôi, nhưng mà vất vả hôm sóng gió rồi bão tố xét xung thứ sấm xét thế là vất vả. Không chỉ thực hiện trọng trách bảo vệ an toàn luồng lạch, chấn giữ vùng biển tiền đồn của Tổ quốc, nhiều năm qua, Hải Đăng Cô Tô đã trở thành một điểm đến không thể thiếu trên hành trình khám phá đảo Ngọc. Hành trình di chuyển từ chân núi tới ngọn Hải Đăng đưa du khách qua những tán rừng nguyên sinh xanh mát, trên những con đường quanh co khúc khuỷu, thấp thoáng màu tím mơ màng của những dạng hoa sim. Lên tới Hải Đăng, phóng tầm mắt ra xa, du khách có thể chiêm ngưỡng không gian khoáng đạt cùng vẻ đẹp bất tận thiên nhiên ban tặng cho hòn ngọc xanh Cô Tô. So với những trạm đèn dọc vùng biển đảo Tổ quốc, Hải Đăng Cô Tô có lẽ là một trong những ngọn hải đăng có tầm nhìn đẹp nhất, bởi đứng trên đỉnh núi giữa đảo, bốn phía là biển xanh, gần là núi, xa là đảo, xa hơn nữa là đất liền, với những dãy núi uốn lượn chập trùng. Bằng ấy những cảnh vật hiện ra trước mắt, bao la choáng ngợp, thu trọn vào tim cảnh sắc yên bình của miền biển đảo quê hương. Thực sự là lúc mới đến thì em cảm nhận là cái không khí ở đây nó rất là trong lành. Một sự thì các khung cảnh ấy thì đều là gọi là cây cối gần hầu như là mình không gặp ở thành phố bao giờ. Cảm giác là nó rất là hòa với tự nhiên ấy. Nên là em cảm đến đây thì chỉ có như là chỉ có chill, không bao giờ nghĩ về công việc hay là gì cả. Mới đầu đến đây thì em thấy đảo Cô Tô mình là rất là đẹp, và khi lên tới đây thì cái ngọn hải đăng này thì cũng mang lại ý nghĩa rất là to lớn cho đảo Cô Tô mình, và cái nơi này thì cũng là một địa điểm check in khá là đẹp. Giữa muôn trùng sóng xanh trời biếc biển đảo, ngọn đèn biển Cô Tô uy nghi kiêu hãnh như một pháo đài bất khả xâm phạm. Đêm cũng như ngày, luồng ánh sáng mãnh liệt quét xa hàng chục hải lý, như muốn xuyên lên bầu trời, dọi xuống đáy biển sâu. Những ngư dân đi xa, những người lênh đênh tìm đường về với đất mẹ mỗi khi gặp đèn biển đều cảm thấy rưng rưng xúc động khi nhìn thấy cột mốc khẳng định chủ quyền của Tổ quốc. Và giữa mênh mông biển trời ấy, những người gác đèn biển vẫn miệt mài với công việc của mình, treo leo trên những ngọn đèn để đưa ánh sáng đi xa. Để dù đêm xuống hay ngày lên, ngọn hải đăng ấy vẫn đều đặn nhấp nháy sáng như một tín hiệu bình yên nơi vùng biển quê hương.